người thân duy nhất còn sống sót, chân máu cô quỷ đã ra bên trong cô. Cả nhà như bị siết chân hết, anh phải chống chọi để giữ là em gái, dù bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ, vì cậu đúng mất là một người anh trai. Lần đầu tiên gặp được bạn Shizu cũng là học trò của Rokodaki. Sanjiro đến gặp ông ấy giúp cậu mạnh hơn, tiêu diệt những lũ quỷ, học được rất nhiều bài tập cái đắc xá. Mặc dù khó khăn lúc cậu vừa bắt đầu, nhưng khi về sau thật sự rất hữu ích, tăng lên tích cực bởi những thứ phấn đấu. Bài tập càng khó thì cậu càng cố, chém đứt viên đá được cho là cứng nhất để có thể tham gia bài thi diệt cuối cùng, trả thù được cho đường môn cách đã mất. Thì con quỷ sức mạnh luôn tăng thêm khi chúng hấp thụ mỗi một bạn người. Các sư huynh đệ đã mất từ trước, kỳ vọng tên Zero có sứ mệnh rạng ngời, đưa xác nhảy bén trước khi được đào tạo, giúp cậu phát hiện ra những việc bất thường, chuyển động kẻ địch được bắt bằng hơi thở, dù cho vị trí của chúng bên kia tưởng phân biệt được mùi của tất cả thể loại. Sau khi đào tạo còn ghê hơn lúc trước, ngửi được cảm xúc của người và cả quỷ ở phạm vi rộng, khả năng ít ai sở hữu được. Cô em gái, người mà cậu luôn yêu thương, luôn theo dõi cô từng chi tiết, vì cô không phải là một người bình thường. Nếu như nếm thử máu của một ai thì cô mãi mãi không thể thành người, vì sẽ trở thành con quỷ thật sự mang em trên vai dù mọi người cười. Bỏ cô em gái mình vào chiếc hộp rồi mang con bé phiêu du khắp nơi, đi tìm bí mật để cứu con bé và làm nhiệm vụ diệt quỷ nơi cậu tới. Có con quạ đen báo cáo việc làm, giúp cậu di chuyển tìm những kẻ thù. Thanh kiếm màu đen được đúc từ quặng cổ trộn trong một bài thi cuối cùng. Trên trán cậu có một vết thẹo như ngọn lửa, có thể phát huy ra được ân chú, gia tăng sức mạnh, tốc độ và giác quan trong lúc tấn công khiến ai cũng thích thú. Kiếm thuật cậu có lệ thở của nước, hình thù phát công đôi sống một con rồng. Điệu muốn hỏa thân cậu được học từ cha và nhiều thế hại mà nhiều người phát ngôn. Em Nezuko, nhất định anh sẽ tìm cách để em trở thành người. Này Zenitsu, cậu rất tốt bụng và cũng rất mạnh, có ai mà đánh nổi. Dùng kiếm để chẻ vào đồng đội là một điều cấm kỵ, tôi nghĩ cậu nên biết. Kibetsuji dù có trốn đằng trời thì cũng phải tìm ra dù có chết.